Mẹ xin lỗi đi. Mẹ xin lỗi. Mẹ ơi, mẹ hứa với con đi mẹ. Mẹ đừng có uống rượu nữa mà mẹ. Mẹ không uống rượu. Mẹ không uống rượu. Mẹ bỏ rượu. Mẹ bỏ. Thiệt mà. Mẹ bỏ. Ra đây đó. Chính là ngôi nhà này. Mẹ bỏ ra ông ra đó. Mẹ đâu tin tin nữa. Tôi còn sống sờ sờ ở đây mà tại sao chị để lên tôi lên bàn đầu? Chị nói đi. Chị thù tôi làm cái gì? Chị thù tôi vì tôi đã hạ bậc lương chị xuống hợp hạng C, đúng không? Chị muốn cúng sống tôi phải không? Mẹ, sở dĩ tôi hạ bậc lương của chị là để cho chị kiểm điểm lại bản thân. Tôi nói thiệt với chị, nếu không để tên chị đã từng phục vụ ở chiến trường, tôi đã đuổi chị ra khỏi nông trường này rồi. Tại sao chị làm như vậy? Mẹ ơi, chuyện này là sao hả mẹ? Là sao hình của bao nhiêu đâu? Đây là cái bàn thờ nhà mình. Mẹ ơi, mẹ nói không nghe đi mẹ. Anh Thủ. Ừ. Anh mới kêu em nói là anh Long là người trợ lý có năng lực,
cần phải nâng đỡ giúp đỡ cho anh. Em hiểu điều đó không? Biết rồi. Vậy tốt. Bây giờ mình phải làm sao đây? Bây giờ mình đến đây là để đánh ghen. Đúng rồi đó. Em nói thiệt cho anh biết nha. Hôm nay phải cho bà ta một trận cho bà ta biết. Chính xác, phải cho bà ta một trận mới được. Dạ. Nói rồi kìa, đánh ghen. Đúng rồi hả? Tôi hiểu chồng đấy. Mình. Tôi không có tin. Mà ngày hôm nay hả? Tôi đến đây. Tôi cũng không biết nào tin đâu. Bây giờ ông nói này, ba mặt một lời. Tôi chẳng còn nữa đây. Ông nói đi. Phải là một nhíu không? Trời đất ơi, mình đang nói cái gì vậy? Ông nói đi, cô trả lời đi. Cứng họng rồi, nói được gì nữa? Im. Trời ơi, cùng phá tay nó nha. Cùng cướp chồng người ta, bây giờ cô còn thành đồng hạng hội như vậy nữa hả? Ông đứa không nhìn được nó hả? Ông nghe. Tôi nói cho chị biết, chị đang đứng trong nhà của tôi đó. Trong nhà tôi muốn làm gì là quyền của tôi. Các người đi ra khỏi nhà tôi.